Rồi. Đề số 3. Thì em vẽ cái hình đây. Câu A tính góc YZ. Câu A tính YZ ha. Tính là góc YZ. Tính YZ. YZ. Nghĩa là mình tính cái góc bên này nè. Tính góc này. Mình có cái góc nhỏ này nè. Cộng góc nhỏ bên đây nè. Cộng góc 20 độ này nè. Thì mới ra góc bự là 140 độ, đúng chưa? Thì bây giờ mình muốn lấy hai góc nhỏ cộng lại. Thì cái góc mình biết rằng nè. Cái góc bự này, cái góc XOY XOZ á là 140. Đó, góc này 20, vậy thì cái góc nhỏ bên đây phải nhiêu? Góc nhỏ bên đây cộng góc nhỏ bên đây mới ra 140. Anh này 20 rồi thì góc nhỏ này phải 120, đúng không? Làm sao tính ra 120? Muốn tính được góc nhỏ này thì phải lấy hai góc nhỏ cộng lại ra góc lớn. Thì bây giờ mà trước tiên muốn lấy hai góc nhỏ cộng lại ra góc lớn thì phải nói ô nào nằm giữa, OY nằm giữa ha. Thì OY người ta không kêu cũng phải làm ha. Nằm giữa hai tia OX và OZ. Vì sao? Vì góc XOY bé hơn góc XOY mới tới đây thôi, XOY tới đây thôi. Nhưng mà anh OZ nó vượt qua. À, vì góc XOY nó sẽ đây, nó bé hơn góc XOZ. Mở mặt ra. À, bao nhiêu độ bé hơn nhỉ? 20 độ. Bé hơn 140 độ. Nên ta có khi mà nó nằm giữa rồi thì mình sẽ lấy hai góc nhỏ cộng lại ra góc lớn là XOY. XOY cộng góc IOZ bằng góc lớn hết cỡ là XOZ. Này chưa? Rồi. XOY bằng 20 độ, mình thấy số vô. Bước thứ hai là mình thấy số vô 20 độ. IOZ là mình đang tìm, viết lại. Bằng XOZ, XOZ là 140 độ. Rồi. IOZ mình sẽ lấy 140 độ trừ cho 20 độ, cộng 20 độ chuyển qua là trừ 20 độ. IOZ sẽ bằng 120 độ. Đó. Như vậy thì mình hoàn thành xong câu A là tính góc IOZ. Bây giờ tiếp tục câu B nè. Tia phân giác OT là mình kẻ OT của IOZ. Nhìn IOZ nha. IOZ góc này là 120 độ nè. Đó, mình mới tính IOZ. Vì bây giờ nó nói OT là phân giác. Như vậy thì mình sẽ kẻ góc IOT. OT là phân giác, nghĩa là OT nó phải nằm đâu nè? Nằm giữa. Đó, OT là phân giác, nghĩa là OT nó phải nằm giữa. Và nó chia hai cái góc này nè, làm hai phần sau đây, bằng nhau. OT. OT là tia phân giác của góc IOZ. IOZ đây nè. OT là phân giác, nghĩa là OT là phải nằm giữa. Và nó chia ra hai phần này phải như thế nào? Bằng nhau. Vậy mỗi bên nhiêu? 60 độ. Đúng chưa? Rồi. Bây giờ mình phải lập ngay cái câu đó vô. Mình nói là lập ngay câu đó vô là vì tia OT là phân giác của góc ZOE. À, lập ngay câu đó vô. Câu B nè. Câu B là tính góc XOT ha. XOT. Thì mình lập ngay cái câu đó là vì đề nó cho OT là tia phân giác, phải lập câu đó vô. Vì OT là tia phân giác của góc ZOE. T là tia phân giác của góc ZOE. Đó, nên ta có IOT. Góc IOT bằng góc TOZ là góc nhỏ này. Đó, bằng góc nhỏ này. Góc nhỏ này bằng góc nhỏ này. Bằng góc TOZ và bằng góc bự là góc bự nè. Là góc gì? IOZ chia đôi. IOZ chia 2. Mà IOZ hồi nãy mình tính ra là 120 độ. Chia 2 bằng 60 độ.
Rồi, như vậy thì mọi góc này bằng 60 độ. Bây giờ mình tìm góc gì? XOT, nhìn ha. XOT thì phải góc này không? Đó. Giờ mình tìm góc này đúng không? Thì mình có góc này, XOT. Mình đừng có nhìn cái đường giữa này. Bỏ đường giữa này đi. Đó, mình có góc XOT cộng góc TOZ là cộng góc nhỏ bên đây. Góc này là nhiêu? TOZ nè. TOZ nè. Bằng nhiêu rồi? 60 độ. Đúng chưa? Nghĩa nè, nhìn nè. Nghĩa là mình sẽ lấy góc này. Người ta kêu tính góc gì? TOZ XOT đúng không? Người ta kêu tính góc XOT này. Mình có cái góc này nè. Cộng với 60 độ bằng nhiêu độ? Bằng góc lớn hay góc nhỏ? Còn lại ra góc lớn là góc XOZ á. Mà XOZ bằng 140 độ. Giờ XOZ bằng 140 độ. Thì bây giờ nhìn nè. Rất dễ thôi. Bây giờ góc lớn hết cỡ là 140. Anh này 60 thì cái góc còn lại nè, XOT này nè. XOT này phải là nhiêu? 80 đúng không? Tính nè, bằng cách lấy hai góc nhỏ cộng lại ra góc lớn. Mà muốn nói như vậy thì phải nói ô nào nằm giữa? OT nằm giữa. OT nằm giữa hai tia OX và OZ. Tại vì góc ZOT nó có 60 mà anh OX nó vượt qua nên OT phải nằm giữa. À, V tia OT nằm giữa hai tia OX và OZ. À, vì sao? Vì sao? Vì góc ZOT bé hơn. ZOT có 60 thôi. Bé hơn góc XOZ tăng 140 lại. XOZ mở ngoặc ra 60 độ, bé hơn 140 độ. Nên ta có hai góc nhỏ cộng lại ra góc lớn là góc ZOT. ZOT cộng với góc gì? TOX hay là XOT ha. À, góc ZOT cộng góc TOX. Nhưng mà đề kêu XOT thì XOT ha. Bằng góc lớn hết cỡ là XOZ. Rồi. Bây giờ góc XZOT bằng nhiêu độ nè? ZOT bằng 60 độ. Cộng XOT là mình đang tìm. XOZ là 140 độ. Rồi. XOT sẽ lấy 140 độ trừ 60 độ. XOT bằng 80 độ. Đây nè. Rồi. Câu C. Phân giác OM của XOE. Nghĩa là OM nó sẽ chia XOE ra làm hai phần bằng nhau. XOE nè. Về vậy hai phần bằng nhau vậy mỗi bên nhiêu độ nè? 10 độ. Mình nhắm thôi ha. Cách nhắm đơn giản thôi. Mình chỉ cần kẻ cái cung đây gạch giữa cái cung này. Rồi bắt đầu. Rồi. Vậy đây OM. Đây chính là OM. Như vậy thì người ta nói OM là phân giác của XOE thì lập ngay câu đó vô. À. Bây giờ người ta kêu tính góc gì? À, MT. Ha, cos C. Cos C tính góc MT. Tính góc MT. Rồi bây giờ làm ha. Rồi bây giờ mình nói này. V, người ta nói OM là phân giác của XOE. Mình nói V. V OM là tia phân giác của góc XOE. Nên ta có đó, phân giác. Nên nó sẽ chia cái góc XOM này bằng góc MOE và bằng góc lớn là XOE chia 2. XOM bằng MOE và bằng góc lớn là XOE chia 2. XOE là 20 độ chia 2 bằng 10 độ.
Như vậy mỗi một góc nhỏ này nó sẽ là 10 độ. Bây giờ người ta kêu tính góc MOT. MOT. Góc này 10 độ này nha. 10 độ. Bây giờ tính góc MOT. Góc MOT này cộng với lại cái góc nhỏ này, đúng không, sẽ bằng góc XO, XOT, đúng không? Như vậy thì mình phải nói nó nằm giữa thôi. XOT nãy mình đã có rồi đó. XOT bằng bao nhiêu độ này? XOT nãy mình ra là nhiêu độ? XOT đây. XOT nãy mình ra 80 độ ha. XOT ra 80 độ. Con này 80 độ này. Phức tạp cái hình chút xíu hả, nhưng mà mình theo dõi clip thì mình sẽ hiểu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ nói này, đây là 10 độ nè đó. Bây giờ mình nói vì OM, TOM ha, TOM nằm giữa hai tia OX và OT. Vì sao? Vì góc XOM. À, XOM. XOM có 10 độ thôi. Nhưng mà anh OT nó vượt qua nên OM nó nằm mới nằm giữa, là XOT nó vượt qua thành như này. Bé hơn góc XOT. Mở ngoặc ra bao nhiêu độ này? 10 độ. Bé hơn bao nhiêu độ? 80 độ. Nên ta có hai góc nhỏ cộng lại ra góc lớn, là hai góc nhỏ là gì? XOM. XOM cộng MOT bằng góc lớn là XOT. Rồi, XOM là nhiêu độ? XOM là 10 độ. Cộng MOT là cái mình đang tìm, bằng XOT. XOT là 80 độ. Hồi nãy mình đã giải câu B ha. Rồi bây giờ MOT bằng 80 độ trừ cho 10 độ. Cộng 10 chuyển qua trừ 10. Vậy thì MOT bằng 70 độ. Đây. Vậy thì mình đã hoàn thành xong bài toán. Đây là câu C. Yeah. Đây là hình này. Đây là câu C này. Ok chưa? Tự mình giải lại ha, cố gắng lên. Rồi, bây giờ đến bài 4. Bài 4, bài 5 nữa là kết thúc bài ha. Hai bài nữa. Bài số 4. Đây, bài số 4 này. Thấy không? Đó, số 4 đó. Cho 3 tia OXYZ XOE bằng 45. Bây giờ kẻ XO bằng 45 ha. Ô trước này. X này, XOE. Bây giờ 45 độ ha. XO bằng 45 độ. Rồi. XOE 45 độ. Kẻ đi. Đây nè. 45 độ nha. Đây 40 độ nè. Đây 40 độ. Rồi giữa nè. Rồi 45. Giữa đây từ đó nè. Rồi. Con này 45 độ. Rồi. Là góc XOE. Rồi. IOZ bằng 135. Đúng không? IOZ bằng 135. Thì mình rõ ràng thấy 45 cộng với 135 ra nhiêu nè? 108. Vậy Z phải nằm ở đây rồi. Nếu mà ai không biết thì cứ vẽ như này nè. Nó sẽ rất ngàn ngay luôn ha. Mình sẽ kể là IOZ. Bây giờ nè. OI. OI ha. Cố định tại OI thì để như thế này. Đó. Đây này. Rồi. Đó. Như vậy thì IOZ và kẻ OZ
thì nó thành 135 đúng không? 130 nè. 130 ngay chỗ này. 135 là 5 ngay này. Đó. Thì rõ ràng anh này. Đó. 130. Rồi. Đó. OE nằm giữa hai tia OX vào Z. Rõ ràng OE nó đang nằm giữa hai tia OX vào Z để cho, đúng không? Rồi bây giờ giải thích vì sao góc XOZ là góc bẹt. XOZ thấy thẳng băng không? Thấy thẳng băng thì nó bẹt rồi, đúng không? Bây giờ câu A nè. Vì sao XOZ là góc bẹt? Thì mình lấy hai góc nhỏ này, thì để nó là góc bẹt thì mình lấy hai góc nhỏ này cộng lại với bằng nhiêu? 180, đúng không? Thì mình nói là V tia OE nằm giữa hai tia OX và OZ nên ta có. Cái này mình không cần giải thích tại vì đề nó cho OE nằm giữa rồi, không? Nên mình không cần vì gì hết. Rồi. Lấy hai góc nhỏ là XOE cộng góc IOZ sẽ bằng góc gì? XOZ. XOE là góc nhỏ này. IOZ là góc nhỏ này sẽ bằng góc thẳng bằng vậy à. XOZ. Được chưa? XOE là nhiêu độ này? 45 độ. IOZ là 135 độ bằng góc XOZ. Thì cái này ra 180 độ bằng góc XOZ, đúng không? 2 XOZ 180 độ bằng này hay là XOZ bằng 180 độ? Được chưa? Thì mình rõ ràng XOZ bằng 180 độ, vậy suy ra góc XOZ là góc gì? Là góc bẹt. Được chưa? 180 độ là góc bẹt. Ok ha. Đó, câu A trình bày như thế. Người ta kêu chứng minh XOZ là góc bẹt thì mình sẽ chứng minh góc XOZ bằng 180 độ thì nó XOZ sẽ trở thành góc bẹt. Mà muốn nó là 180 độ thì lấy hai góc nhỏ cộng lại ra góc lớn. Mà muốn lấy hai góc nhỏ cộng lại ra góc lớn thì phải nó OE nó nằm giữa. Đó. Nó nằm giữa thì mình mới được quyền lấy hai góc nhỏ cộng lại ra góc lớn. Rồi. Bây giờ câu B. Vẽ phân giác OM của XOE. Nghĩa là cái góc XOE này nó sẽ chia ra làm hai phần sao đây? Bằng nhau. OM phân giác. Kể lại ha, mình chỉ cần kể cái cung vậy thôi. Cứ mình gạch chữ ấy. Đó. OM. Còn rảnh thì mình đi đo ha. OM là phân giác. Đúng không? OM là phân giác của XOE. ON là phân giác của IOZ. IOZ thấy chưa? ON phân giác. ON. ON. Đó. ON là phân giác. Nó phải chia hai góc này ra làm hai phần sao đây? Góc này với góc này sao đây? Bằng nhau. Rồi góc này với góc này phải bằng nhau. Ký hiệu hai gạch nghĩa là góc này hai gạch góc này bằng hai gạch góc này. Ký hiệu một gạch nghĩa là một gạch của góc này bằng một gạch của góc này. Đó. Rồi, tiếp tục. Tính góc MON, tính góc MON là tính góc này. Tính góc này. Đó. Muốn tính góc này thì mình lấy cái góc nhỏ này nè. Cộng góc nhỏ bên đây. Lấy góc nhỏ này nè. Lấy góc MOE cộng góc ION thì mới ra được MON. Được không? Đó, đó là định hướng của mình làm. Bây giờ mình giải nha. Giải này. Đầu tiên người ta nói OM, bây giờ tính góc gì? MON ha. Câu B. Tính góc MON. Rồi giờ tính góc MON. Đầu tiên người ta nói OM là phân giác của XOE đúng không? Thì viết cái câu đó vô. Vì OM là tia phân giác của góc XOE nên ta có. Có gì? Nên ta có gì đây? Góc XOM. XOM sẽ bằng góc
MOE sẽ bằng góc bự hết cả là XOE chị hai. Mà XOE là 45 độ chị hai. Ra là 22,5 độ. Đúng đây, rồi đúng rồi. Rồi tương tự OM là phân giác rồi, mình vừa nói OM là phân giác rồi. Giờ tới ai nữa? ON, N là phân giác của góc IOZ thì viết cái câu đó vậy. V ON là tia phân giác của góc IOZ nên ta có. Đó, có. Lấy ON là phân giác của IOZ nên ta có cái ION. ION bằng góc NOZ và bằng góc lớn là IOZ chia 2. À, bằng nhiêu độ này? 135 độ chia 2 là nhiêu? 135 độ chia 2 để tìm. Các coi bên đây có đáp án không? 67,5. Rồi. 67,5 độ. Nếu cái tự tính này nó sẽ là 67,5. Rồi. Rồi bây giờ nó nói gì đây? Bây giờ nó kêu tính góc. Góc này có rồi nè. Để tôi ghi lại. Góc nhỏ này. Bây giờ mình muốn tìm góc. Góc MON. Thì lấy góc MOI cộng góc ION được không? Rồi. Mình muốn nói vậy thì mình nói OI nằm giữa. Tia OI. Nằm giữa hai tia OM và ON. Nên ta có có góc gì? MOI cộng ION bằng góc gì? MON. MOI cộng ION sẽ bằng góc lớn là MON. Rồi. MOI bằng nhiêu độ nè? MOI có đây. MOI nè bằng 22,5 độ. ION bằng 67,5 độ bằng góc MON chưa có viết lại, được chưa? Thì hai này cộng lại ra 90, suy ra 90 độ bằng MON 2. MON bằng 90 độ. Rồi. Vậy là hoàn thành bài toán này, đúng không? Câu B nè, hình nè, hình nè, câu B nè. Rồi, bài số 5. Nhìn đều bài số 5 nha. Rồi. Trên cùng một nửa bằng phẳng bờ chứa tia OX. Đó. Vẽ hai tia OY và OZ. Bây giờ kẻ OX ra trước ha. Số 5 nè. Đó, số 5. Đây là số 5 nè. Bây giờ mình kẻ tia OX ra trước. Kẻ này cho nó đẹp nha. OX nè. Rồi bây giờ này. XOY bằng 70 độ. XOY bằng 70 độ. Để vô đây. Đó, 70 độ nha. 70 nè. Qua đây, chấm ở đây đi. Qua đây từ đây nữa vô. Ít ơi. Đó. Này 70 độ. Rồi. À, ít OZ bằng 20 độ. Ít OZ. Ít OZ bằng 20 độ. Như vậy thì bây giờ mình sẽ vẽ 20 độ. Đó chính là Z ha.
20 độ. Đây là đây. Đây 20 này. Vậy thì chỗ này là Z, X, O, Z bằng 20 độ. Rồi. Trong ba tia OX, OY, Z, ô nào nằm giữa hai tia còn lại thì thấy rõ ràng. Ô nào nằm giữa hai tia còn lại, câu A này. Câu A. Trong ba tia OX, OY, OZ, tia nào nằm giữa hai tia còn lại thì rõ ràng tia nào? OZ đúng không? Tia OZ nằm giữa hai tia OX và OA. Vậy thì góc gì? XOZ bé hơn góc gì? XOZ. À, OZ nằm giữa, tại vì OX nằm đây nè. Mà OZ ở đây nhưng mà OY nó vượt qua. Tại vì OZ XOZ có 20 độ thôi. XOY tới 70 độ lận. XOY về hoàn thành xong câu A. Rồi tia vẽ tia OT sao cho XOT bằng 30 độ. Bây giờ mình kẻ góc XOT bằng 30 độ nha. XOT và kẻ lên 30 độ. Đây 20 độ nè. OT đây. XOT cho này 30 độ. Đó, XOT 5 độ. Bây giờ so sánh XOZ và IOT. So sánh XOZ. XOZ và IOT. Nghĩa là mình phải đi tính cái góc này. Đúng chưa? Nhiệm vụ mình đi tính góc IOT đi. XOZ có rồi. Phải đi tìm so sánh các bạn ha. So sánh XOZ và góc IOT. Đó. Bây giờ mình muốn so sánh XOZ và IOT thì làm sao đây? Muốn so sánh nó thì làm sao đây? Đó. XOZ và IOT. Thì mình muốn so sánh XOZ và IOT thì phải tìm cái góc XOZ và tìm cái góc IOT. XOZ có rồi 20 độ để cho. IOT chưa có. Nhưng mà mình biết rằng góc IOT này, góc nhỏ bên đây cộng với cái góc 30 độ này nè thì bằng nhiêu độ? Bằng 70 độ, đúng không? Góc nhỏ này cộng góc nhỏ này thì phải bằng góc XOY không? Đó. Do đó ta phải nói OT nó nằm giữa hai tia OX và O. Okay. Tia OT nằm giữa hai tia OX và OY. Vì sao? Vì sao? Vì góc XOT bé hơn XOT mới tới đây. Mà anh OY nó vượt qua. Anh OY là nhiêu? 70 độ ha. Bé hơn XOY. Mở ngoặc ra 30 độ. Bé hơn XOY là 70 độ. Mình học mình phải cố gắng nhớ dự kiện của đề. Đó. Nên ta có, nên ta có hai góc nhỏ là XOT. Có góc XOT. Đó. Cộng góc nhỏ bên kia là gì? TOY bằng góc lớn hết cỡ là XOY. Không, cái góc nhỏ màu đỏ này cộng góc nhỏ màu đỏ bên đây thì bằng góc lớn. Rồi, XOT là nhiêu độ nè? XOT là 30 độ. TOY là đang tìm. Bằng XOY là 70 độ. 70 độ. Rồi, TOY bằng 70 độ trừ 30 độ. TOY sẽ bằng 40 độ. Bây giờ người ta so sánh TOY hay là IOT gì cũng đại vậy ha. TOY hay là IOT gì cũng giống nhau. Mà
Như vậy thì TOE bằng 40 độ mà XOZ này thì bằng 30 độ. XOZ bằng 30 độ. Suy ra góc TOE hay là góc IOT lớn hơn góc XOZ 1 ra 4 độ lớn hơn 30 độ. Khỏi ghi cái này cũng được nha. Hoàn thành luôn. Không lẽ kêu con tháo ra xong kêu quy cầm tục đó lại cho nó